Hello, chào mọi người. Hôm nay Long Ra Lan ăn mừng kênh một tiếng súp mọi người nhé. Nói chung thì tất cả anh em cùng ăn mừng kênh, mà Long cùng cảm ơn tất cả mọi người đang ủng hộ kênh của Long Ra Lan suốt suốt thời gian qua. Đây cùng tất cả cùng team ăn mừng kênh, nhưng mà cũng có nhiều thì anh em mình cùng ngày ngày chơi vui thì mình cũng ăn mừng kênh mọi người. Đây là cùng kênh của chú của Long Ra Lan. Long phải nói cho tất cả anh em mời đồng chúc kênh xem nha. Giờ cầu Long đã làm YouTube thời gian qua mình được một năm phút, giờ không có cái gì nói nhiều hơn mà anh em ngày đây đã đứng một năm phút. Mình chào mọi người nha, chào mọi người nha. Nói chung đây là ca đây mọi người ơi, gà này ca là ăn rất rất ngon mọi người, nhưng mà xương nó không có xương mọi người nha, non mọi người nha. Gà này mình như mình có gà này cho. Được tất cả được mấy cây hả? Nhiều lắm. Hôm nay anh Plang Ra Lan mua thịt gà rất nhiều mọi người. Đó là ăn mừng canh một ca súp mới mọi người. Nhưng mà mình biết cắt thì mình chắc mình quẹ chỗ Plang Ra Lan cắt mọi người. Cắt. Chắc thịt gà mọi người nha. Đây gia vị nha mọi người, đây đủ thứ nè. Cái đây là gọi gì hả? Sa tế. Sa tế được rồi, này sa tế. Cái đây là hành, hành khô. Đây là cá đồng luôn, cá đồng thịt gà này. Tất cả được là 5 kg mọi người, 5 kg chắc hơn không biết. Đây mua hết luôn, mua hết. Đây Long Ra Lan là coi như 10 cá anh em. Chào mọi người, chào mừng hàng anh em. Mình là khách mời của chú Cổ Loan ha. Mình hôm nay rất vui khi tham dự cùng chú Cổ Loan. Rồi, ok. Mình không có gì để đáp lại. Đây là chú Nhã đây mọi người, đang quét sân á. Bắt đầu chiều tập trung về hát hò rồi đó, cho nó sạch sẽ. Đây. Đầu chiều phải 100 anh em. Rồi. Có mặt. Chủ nhà chiến sĩ ra mốt nói gì đấy chú, hôm nay là ngày gì à? Ngày nay là đã bắt thông mình để làm Loan bắt thông cấp cảm ơn các bạn ủng hộ Loan suốt năm qua rồi. Cái này là mình cũng lại nhà biết nhé. Rồi rồi rồi, cảm ơn nha. Đâu sao hôm nay đông cho quá hả? Hôm nay mình đây là cùng chủ kênh của Long Ra Lan, nhưng mà mình nó cho mình tập học chặt thịt gà mọi người nhé. Đó, chặt thịt gà. Rồi rồi. Thịt gà đây là không phải là thịt gà mới mọi người nhé. Rồi, mày làm đi làm. Dạ dạ. Salad nè. Salad lộp nè. Đây mọi người ơi, ăn mừng một ngang ca súp rồi của Long Ra Lan nha mọi người. Đây, một món hấp rất hấp dẫn luôn. Ngon. Có bộ loa bộ đà này và là có năng lượng. Sự yêu cầu của chú Long Ra Lan. Anh chú ấy là được đạt được một nghìn súp, chú ấy gọi mình làm chương trình cho hôm nay. Mình xin giới thiệu đến tất cả các bạn YouTube, và bây giờ mình sẽ thể hiện và theo cách của chú ấy. Và chú ấy sau bao nhiêu năm đã tạo ra kênh và đạt được 1.000 súp, 1.000 ca quý vị ạ. Vâng, chúng ta cùng lắng nghe qua những lời phát biểu của chú Cô Lan. Đây nuôi gì đi chú? Xin chào mọi người, chào anh em đang quay Cô Lan đang nói. Một thời gian qua Cô Lan đã làm YouTube, nhưng mà được đạt được 1.000 súp.
Thôi, cho mọi người xem nha, giờ không biết nói gì hơn, giờ mời tất cả anh em đây xuân vui vẻ, ăn uống, không có cái gì hết, làm rồi tất cả thôi. Mọi người, thông cảm nha. Đều qua chú kia nói đi, nói tiếp đi. Này, chú kia, nhập rồi tao biết không? Quảng nhà này, nhìn có cái. Lần đầu tiên cho phép thì xin gửi lời chào các bạn trên YouTube. Hôm nay chú Lăng đặt được 1.000 subscribe. Thế nên chú ấy đã là làm tổ chức nhỏ nhỏ rồi để ăn mừng kênh, để sau này anh em cùng ủng hộ cho nhau nhé. Đừng có quên like, đăng ký kênh nha. Yes, xin hết. Rồi, mình lên, nói gì đi. Tức. Rồi, bàn cơ. Cơ vlog nhé mọi người. Vâng, hôm nay từ xa xôi là đi chữ. Và cơ chà rai gì đó, đến từ thôn bên kia cũng sang qua bên đây, bên bè được ăn mừng 1.000 chúc. Và cơ không biết nói gì hơn, cơ xin chúc sức khỏe anh em ở đây và bạn bè. Và cơ đây là kênh của Luang Ra Lan. Đúng rồi. Ăn mừng 1.000 chúc là chúc Luang sức khỏe dồi dào và có được YouTube phát triển mạnh hơn. Được nhà tài trợ, được hỗ trợ Luang Ra Lan. Hôm nay được chúc tất cả anh em ở đây và cơ vlog về hạnh phúc và hát hò hay hơn. À, được rồi. Rồi, vâng, vâng. Rồi see you the most. Bắt đầu see you. Mới học không học được bao hè. Thoa tao thoa thôi. Tao cứ nói tiếng bao cũng được, tiếng phổ thông cũng được theo thôi. Rồi rồi siêu trang đã mót nha mọi người đây. Có cô phụ nữ cơ pi băng lên từ đây hạ mòn lên từ hôm nay mới lên cơ pi băng nằm đi lên du về cơ quang ra lan để mà sao cô đăng ký hôm nay là cái nhu yêu mê lên hấp mắc vít lên nghi ngờ rồi. Nè tết lên bây giờ cái nó du em du coi từng đình quay tài chế lên từng du về từng mạng này từng định lập từng chẳng trong tôi thuộc nhu nè có một mặt có chữ có lên tự nên đây xin nên này hai vậy tiếp theo bạn tiếp theo nha. Hiệp chết rồi. Đây có mọi con có đây ngồi hấp mặt giờ cái nhu giờ con nuôi đăng ký kênh nhu. Rồi tiếp theo là đúng không phải up pickle nhập giờ chào mọi người nhá. Hôm nay là ngày chơi của kênh của Luang Ra Lan, ăn mừng 1.000 ca súc. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh của Luang Ra Lan suốt thời gian qua. Hôm nay cùng Luang Ra Lan cùng với tất cả anh em tổ chức nhỏ nhỏ cho mọi người nhé. Anh em cùng xem video và ủng hộ tiếp của Luang Ra Lan, đăng ký like, chia sẻ cho phát triển kênh của Luang Ra Lan mọi người nhé. Hôm nay mình không biết nói gì thêm thì mình phải kết thúc tại đây mọi người. Rồi. Vâng, hôm nay là anh em đã nói hết rồi. Nhưng bây giờ mình chỉ góp ý với anh em nữa là mong anh em trong YouTube hãy giúp đỡ lẫn nhau để góp ý và để tạo động lực để làm YouTube thêm tuổi đẹp hơn và tạo được video hay hơn. Từ đây đến cuối video của mình là đặc sắc hay là không đặc sắc do là cái ý thức của mình. Mong các bạn thông cảm và chia sẻ video. Đừng quên bấm like và đăng ký video ấy các bạn nha. Ok. Ok lại bên đây. Rồi. Chúc tất cả anh em sức khỏe.
Từ 1, 2 bắt tay trong đam mê 1, 2, 3, vô. Chào nha. Đây món này. Đó là rau rau ngò này, gà nướng này, thì gà hộc này. Rất hấp dẫn luôn. Đây. Nước ngọt với thịt gà nhìn rất ngon mọi người nhá. Rồi.